Bản tin bóng đá mùng 8 tháng 8, Liverpool đạt thỏa thuận với Zubi Mendy, Rodri bị cấm vì điều gì? Mbappe đã đến Real. Kylian Mbappe đã đến Real Madrid. Kylian Mbappe đã chính thức bắt đầu hành trình tại Real Madrid với buổi tập đầu tiên vào hôm qua. Tiền đạo người Pháp chia sẻ khoảnh khắc trên mạng xã hội với dòng chữ "Ngày đầu tiên, Hala Madrid". Buổi tập bao gồm các bài kiểm tra y tế và tập luyện thể lực tại trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ. Mbappe, cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Pháp tại Euro 2024, đã hoàn tất việc gia nhập Real Madrid vào ngày 16 tháng 7 vừa qua. Sự xuất hiện của anh tại sân Santiago Bernabeu đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ này, đồng thời tăng cường sức tấn công cho Real Madrid trong mùa giải tới. Manchester City quay sang Pedro Neto sau khi bán Alvarez. Manchester City đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho Julian Alvarez và ngôi sao của Wolverhampton Wanderers Pedro Neto đã lọt vào tầm ngắm của họ. Alvarez chuẩn bị chuyển đến Atletico Madrid với mức phí có thể lên tới 81 triệu bảng sau khi thường xuyên phải đóng vai trò dự bị cho Erling Haaland kể từ khi gia nhập từ River Plate năm 2022. Pedro Neto, với tốc độ và khả năng vượt qua đối thủ, đã thu hút sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn, bao gồm Arsenal và Liverpool. Tuy nhiên, Wolves không có ý định bán Neto, người còn hợp đồng đến năm 2027. Khả năng tạo đột biến và tầm ảnh hưởng của Neto đã được chứng minh ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Dù có sự cạnh tranh từ các câu lạc bộ khác, Man City hy vọng có thể thuyết phục được Wolves nhượng lại Neto để gia tăng sức mạnh tấn công cho mùa giải mới. Manchester City thu về nửa tỷ bảng Anh trong 3 năm qua chỉ vì nhờ bán cầu thủ. Manchester City đang chuẩn bị vượt qua mốc 500 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong 3 năm qua. Với 3 thương vụ mới nhất sắp hoàn tất, Julian Alvarez sẽ gia nhập Atletico Madrid với mức giá 64 triệu bảng, có thể tăng lên 81,5 triệu bảng với các điều khoản phụ, phá vỡ kỷ lục bán cầu thủ của Man City. Mika Hamilton sẽ chuyển đến Middlesbrough Bro với giá lên đến 5 triệu bảng, kèm theo điều khoản mua lại và 25% giá trị chuyển nhượng tương lai. Alex Robertson sẽ gia nhập Cardiff City với giá 1 triệu bảng, kèm theo điều khoản chia sẻ 30% giá trị chuyển nhượng. Những thương vụ này giúp Man City đạt mốc 150 triệu bảng từ việc bán cầu thủ mùa hè này, cùng với các thương vụ lớn khác như Taylor Hargreaves Bellis và Liam Delap, cả hai đều 20 triệu bảng, và Sergio Gomez, 8,4 triệu bảng. Tổng số tiền này có thể vượt qua kỷ lục 180 triệu bảng của mùa trước và chắc chắn sẽ giúp Man City vượt qua mốc 500 triệu bảng kể từ năm 2022. City cũng đang cho mượn nhiều cầu thủ trẻ khác, bao gồm Callum Doyle và Mahamadou Sissoko để tiếp tục phát triển đội hình tương lai. Rodri bị cấm, Pep Guardiola lo sốt vó. Ngôi sao của Manchester City Rodri đã bị UEFA cấm thi đấu một trận vì những phát ngôn gây tranh cãi sau chiến thắng của Tây Ban Nha tại Euro 2024. Rodri và đồng đội Alvaro Morata đã gây ra tranh cãi khi hô vang Gibraltar là của Tây Ban Nha trong buổi ăn mừng trước vô địch. Sự việc đã khiến Liên đoàn bóng đá Gibraltar phản đối và UEFA quyết định ban hành án phạt. Rodri, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, sẽ không tham dự trận đấu của Tây Ban Nha gặp Serbia vào ngày 5 tháng 9 tới. Tuy nhiên, án phạt này không ảnh hưởng đến các trận đấu của Manchester City tại Champions League vì án cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu quốc tế của đội tuyển. Hiện tại, Rodri vẫn chưa trở lại tập luyện cho Man City và đội bóng chưa có động thái bổ sung nhân sự cho vị trí của anh. Liverpool bất ngờ tăng tốc vụ Martin Zubimendi. Liverpool đã xác định Martin Zubimendi của Real Sociedad là mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Zubimendi, người vừa giành chức vô địch Euro 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha, được Liverpool đánh giá cao cho vị trí tiền vệ phòng ngự, vị trí mà đội bóng đã thiếu hụt từ khi Fabinho ra đi cách đây một năm. Zubimendi hiện có điều khoản giải phóng trị giá 51 triệu bảng và Liverpool xem anh là lựa chọn lý tưởng để củng cố khu trung tuyến. Mặc dù Wataru Endo đã được đưa về từ Stuttgart với giá 16 triệu bảng để giải quyết tình hình tạm thời, nhưng anh không phải là giải pháp lâu dài. Liverpool đã từ chối đề nghị trị giá 12 triệu bảng từ Marseille cho Endo và hiện đang hướng đến việc hoàn tất thương vụ Zubimendi. Đây sẽ là động thái chuyển nhượng quan trọng đầu tiên dưới thời giám đốc thể thao mới của Liverpool, Richard Hughes, người đã hứa hẹn một tháng 8 sôi động sau một tháng 7 im ắng. West Ham chính thức rút lui khỏi thương vụ Aaron Wan-Bissaka. West Ham đang rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka và chuyển hướng tìm kiếm các phương án thay thế. Mặc dù Wan-Bissaka đã đạt được thỏa thuận cá nhân với West Ham cho hợp đồng 5 năm, việc chưa đạt được thỏa thuận về mức lương đã khiến cuộc đàm phán gặp khó khăn. West Ham đồng ý mức giá 18 triệu bảng từ Manchester United, nhưng đại diện của Wan-Bissaka yêu cầu một phần phí chuyển nhượng cho cầu thủ này. Với hợp đồng sắp hết hạn vào mùa hè năm sau, Wan-Bissaka có thể gia nhập câu lạc bộ mới theo dạng chuyển nhượng tự do từ tháng 1. Điều này tạo cơ hội cho một khoản tiền ký hợp đồng lớn hơn. Inter Milan đang cân nhắc lựa chọn này, nhưng West Ham hiện đang tìm kiếm các phương án khác. Theo báo cáo từ Telegraph, West Ham đã chuyển sự chú ý sang Kieran Trippier của Newcastle United, người cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới.
Trippier, đội trưởng Newcastle được đánh giá cao và có thể là mục tiêu chính của West Ham trong thời gian tới. MU sẽ không đập phá sân cũ Old Trafford khi sân mới hoàn thành. Đồng chủ tịch mới của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, đã yêu cầu đội ngũ của mình lập kế hoạch cho một sân vận động mới. Tuy nhiên, câu lạc bộ vẫn muốn bảo tồn lịch sử của Old Trafford hiện tại thay vì hoàn toàn phá bỏ nó. Theo dự kiến, Old Trafford có thể được giảm sức chứa xuống còn 30.000 chỗ ngồi từ mức 75.000 hiện tại. Câu lạc bộ nhận thức rõ ràng rằng việc phá bỏ sân vận động 114 năm tuổi này sẽ gặp sự phản đối từ hàng ngàn cổ động viên. Các biểu tượng lịch sử như đồng hồ Munich, tượng Sir Matt Busby và các đường hầm vẫn được đánh giá rất quan trọng. Manchester United cũng đang xem xét xây dựng một mini Old Trafford tương tự như sân vận động City Football Academy của Manchester City. Việc giữ lại Old Trafford với sức chứa nhỏ hơn và xây dựng một sân vận động mới được kỳ vọng sẽ giúp cân bằng giữa bảo tồn lịch sử và phát triển tương lai của câu lạc bộ. Liên đoàn bóng đá Anh bất ngờ đổi trọng tài trước giờ đấu. Liên đoàn bóng đá Anh FA đã thông báo về sự thay đổi trọng tài cho trận Community Shield sắp tới giữa Manchester United và Manchester City. Trọng tài John Brooks, người dự kiến điều khiển trận đấu, sẽ không có mặt do chấn thương nhẹ. Thay vào đó, trọng tài Jared Gillett, người vốn được phân công làm trọng tài dự bị, sẽ đảm nhận vai trò làm trọng tài chính. Sam Barrett sẽ thay thế Gilbert làm trọng tài dự bị. Sự thay đổi này không ảnh hưởng gì đến các thành viên khác trong đội ngũ trọng tài, với Adrian Holmes và Nick Greenhall tiếp tục giữ vai trò trợ lý trọng tài. Stuttgart chính thức chiêu mộ Undaf với mức giá lên đến 30 triệu euro. VfB Stuttgart sắp hoàn tất thương vụ lớn với việc chi khoảng 30 triệu euro để chiêu mộ Dennis Undaf từ Brighton. Sau khi mất Sehu Gurasi vào tay Borussia Dortmund, Stuttgart đã tập trung vào việc tìm kiếm một chân sút chất lượng. Dennis Undaf, tiền đạo người Đức đã ghi 19 bàn sau 33 trận mùa trước, được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho hàng công của đội bóng. Tuy nhiên, Undaf sẽ ký hợp đồng với Stuttgart đến tháng 6 năm 2027 sau khi hai bên đạt được thỏa thuận. Việc chuyển nhượng này không chỉ giúp Stuttgart củng cố đội hình mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mùa giải tới. Carlo Ancelotti thống nhất rằng Tchouaméni sẽ đá tiền vệ. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid đã chính thức xác nhận rằng Aurelien Tchouaméni sẽ không đóng vai trò trung vệ trong mùa giải tới. Trước thềm trận siêu cúp châu Âu, Ancelotti khẳng định rằng Tchouaméni sẽ trở lại vị trí tiền vệ trung tâm, dù mùa trước anh đã chơi ở hàng phòng ngự do các chấn thương dài hạn của Eden Militao và David Alaba. Tchouaméni từng thi đấu 10 trận ở vị trí trung vệ mùa trước sẽ chỉ tập trung vào nhiệm vụ ở giữa sân, với Antonio Rudiger và Eden Militao là các trung vệ chính của đội. Như vậy là bản tin bóng đá ngày 8 tháng 8 đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn khán giả đã ở lại với video clip đến thời điểm này. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực to lớn để Fansupply phát triển tốt hơn về mọi mặt để phục vụ các khán giả đã yêu quý kênh. Đừng quên subscribe và đặt chuông thông báo để đón xem những chuyển động không ngừng nghỉ của bóng đá thế giới. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.